Ok, và xin chào tất cả các Johnny. Hôm nay á, là mình vừa mới đi xem phim về nè, với lại mình vừa mới mua một bịch Bonnie Minis mới luôn. Và lá hồi phần cuối cùng á, là mình sẽ biểu diễn cho các bạn coi mưa Bonnie Minis. Thật ra là mình rất thích sưu tập Bonnie Mini. Giờ mình sẽ cắt cái bịch Bonnie Mini này ra. The golden hoops. She bleeds good new to friend. Đây là cái con mà mình luôn mong muốn để có nè. Rất là đẹp luôn. Xin nhìn cái nón như là bác sĩ Huy trời. Kệ đi, đẹp quá. Bây giờ là giờ phút mưa Bonnie đây. Giờ mình sẽ cho coi từng Bonnie luôn nha. Cá sấu bên kia vậy. Mà con này rất là dễ thương, mà rất tiếc á là nó bị cái đứt phần đuôi rồi. Tội nghiệp ghê. Chị xem quýt đây. Và hai bạn nhỏ Freezy mình thích nhất luôn. Video của mình đến đây là đã kết thúc rồi. Các bạn nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình.